Dạ, mến chào quý ông bà cô chú anh chị đến với video tiếp theo của Bến Quê. Lần đầu tiên thì Bến Quê xin chúc quý ông bà cô chú anh chị một ngày thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nha. Hôm nay thì Bến Quê mời quý ông bà cô chú anh chị đồng hành cùng với Bến Quê đi tham quan một cái chợ ở vùng quê. Cái này là chợ Hòa Lạc nha cô chú anh chị. Chợ Hòa Lạc này thì nó thuộc là xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Đó, giờ thì mời ông bà cô chú đồng hành cùng với Bến Quê đi tham quan cây bà con đây buôn bán như thế nào nha bà cô chú. Phía bên trong đó thì có cái nhà làm chợ bên trong đó đó cô chú anh chị. Đó, phía trước thì có cái cô bán hàng mà. Đây có bán khớp nè. Phía bên đây thì có bán thao nồi này kia, thao mũ này kia, gỗ này kia đó cô chú anh chị. Mũ nha. Phía bên đây là chợ nè cô chú anh chị. Rồi phía trước này người ta bán cũng rất là nhiều luôn nha. Nhà lồng chợ bên trong này có hai đường đi vào đó. Giờ thì em sẽ đi vào đường này để em quay đây đi, rồi em đi vào đường này cho cô chú anh chị xem nha. Đó, dài cái đường này nè cô chú anh chị, người ta bán đồ rất nhiều luôn nha. Chứ có cô bán thịt nữa nè. Thế này thì có bán đồ đạc. Đây có bán trái cây nè. Trước đây có bán khô, trái cây, thịt đồ đầy đủ nè. Thịt luôn. Bên đây có bán nông sản đây nè. Đây là phía trước chợ này cô chú anh chị. Ở đây có bán bắp nè. Đây có cô bán hoa. Trước này vẫn có bán hoa nhiều lắm nha. Bên đây nè, bên đây cũng có chị cô bán hoa này nha. Đó chị đó, bán hoa về đây nha cô chú anh chị. Dạ, em quay chợ cho bà con xem. Chợ này chợ Hòa Lạc hả chị? Đây hoa này cô chú anh chị rất là đẹp nha. Rất đẹp luôn. Nãy giờ thì em tiến hành đi vô cái đường này nè cô chú anh chị. Chợ Hòa Lạc có hai đường đi vô, đường bên đây và cái đường phía bên kia nha. Em sẽ đi vào cái đường đây cho cô chú anh chị xem. Đây có chú bán nhãn nè. Ở bên đây thì thấy vô đây thì bán nông sản nè. Trứng, trứng gà, trứng vịt đầy đủ, nông sản đầy đủ luôn nha cô chú anh chị. Đến đây thì có bán cá nè. Cá, chuột, cá cha, đầy đủ luôn. Trong chợ này bán thịt, vịt, gà rồi cũng đầy đủ luôn. Cá đồng. Chỗ này thì có chị bán hải sản, mực, con lóc, tôm, tôm. Dạ con quay phim chợ, chợ này chơi chợ Hòa Lạc phải không con? Chợ này có lâu năm rồi ha? Dạ. Không có phát triển được. Dạ. Không phát triển được hả cô? Dạ. Còn ở phía ở ngoài kia là sao cô? Ở phía ngoài kia có chợ không? Con thấy cũng có đồng đồng đó, người ta cũng bán ngoài nữa. Ai muốn bán đâu bán rồi. Vậy đó ha. Dạ. Không có chợ này không đủ vậy. Dạ. Ai muốn bán đâu bán, ai muốn lại thì làm. Dạ.
ở ngoài kia vẫn bán được, trong này vẫn bán ha. Rồi. Tôm từ dầm tự gì hết trơn á. Nhiều chỗ. Muốn ngồi đâu ngồi đó. Dạ. Có tiền muốn ngồi đâu ngồi. Dạ. Rồi con chúc cô mấy cô bán đất hàng nha. Chợ này nhiều nhóm nhiều chỗ quá, chia cách nhau hết trơn. Cái chơi này có trước chị. Cô chú anh chị có đi chợ Hòa Lạc này ghé hộ với cô đây nha. Cái chia trắng, cái lớp đồng, cái chia đồng. Lương đồng luôn nè. Lương đồng nè, cái chia trắng này cho chú anh chị. Còn ngon nè. Cái lớp đồng luôn. Đây cũng có bán đồ quả xả này kia rất nhiều nha. Dạ nè. Dài dài đường này bán đồ cá hải sản là rất nhiều luôn nha cô chú anh chị. Cá ở chợ này thì bán rất là ngon. Em đi vô cái đường này thì ngay chợ cá chứ là ghi hình chợ cá cho cô chú anh chị xem. Khía đây cô bán đầy đủ, ba khía, tôm, đó, cá biển đầy đủ luôn, cua. Ở đây có chuột nữa nè. Đó. Chuột rất là mập luôn nha cô chú anh chị, rất là ngon nha. Đó. Đây có cá chạch lấu nè. Ồ, cái chạch lấu rất là to luôn nè. Chợ này thì cá đồ phong phú lắm cô chú anh chị vậy. Chợ này thì nó chia nhiều chỗ bán nhưng mà cô chú anh chị vô trong nhà lòng chợ này nè, đồ rất là ngon nha. Rồi em chúc chị bán đất hàng nha chị. Ở đây là đồ rất là nhiều luôn. Cái này là ốc nè. Ốc mực cá biển đầy đủ nha. Ở trong nhà lồng trọi này thì cá rất là phong phú luôn cô chú anh chị. Cái xe cái Vinh con vô đủ luôn. Ôi cái cha nè, cái cha cũng sống luôn. Bên đây thì trong này có quán cà phê như nha cô chú anh chị, quán cà phê luôn, mình vô đây mình đổi cho này uống cà phê luôn. Đây có bán cua biển nè. Cua biển, mực, má, tôm, đầy đủ luôn, đủ rất đầy đủ hết nè. Rất là ngon luôn nha cô chú anh chị. Bên này thì mấy cô bán bánh, chè, chè, xôi. Bánh mì yến nè, bánh chuối, bánh bò, rất là ngon luôn nha, đó, chè, đó, chè nè, rất là ngon. Thường này chỉ có hai cô ở đây bán này ha. Ba cô ha. Ở đâu mà đi quay vậy? Rồi con ở bên cái dầu Châu Phú vậy đó. Quay công vụ đây. Công vụ nè, rất là ngon, làm nhà luôn ha, mấy cô làm nhà không ha. Dạ, đó. Bánh này bánh gì con thấy có dừa lên trên á, chơi vị để dừa lên trên luôn cho nó ngon. Rồi, em chúc hai cô bán đất hàng nha. Đây nè cô chú. Dạ. Yeah.
dài dài đây là bán cá rất là nhiều nha. Ở bên đây là bán nông sản nè, bông điên điển. Ở đây có bông điên điển, mớp, bông súng rồi. Dạ, quay cho bà con xem. Gửi gì trên trán. Ở đây cô bán nông sản rất là nhiều nè, bố qua cà măng đồ đầy đủ luôn nha. Dạ, dạ con đăng lên kênh Bến Quê Vlog cô. Đó. Con coi YouTube cô lên Bến Quê Vlog gặp nha. Bến Quê hả? Bến Quê. Dạ. Đó, đây là nông sản rất là nhiều nè cô chú anh chị. Ở đây là có gói sen nè, gói sen rồi bông súng nè, đó bông súng hồ nước nổi thì có bông súng, bông súng ta nè, rồi bông súng này nước nổi mới có nha, khoai đầy đủ các loại khoai luôn. Ở bên đây thì có anh chị bán đồ chay rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị, rất là nhiều đồ chay luôn. Đây thì bán cũng nông sản, cái đường này nông sản rất là nhiều. Dạ con quay phim quay YouTube cho bà con xem chợ quê. Đó, đây nè, đây là nông sản. Dạ. Đó, bên đây thì gỏi nha. Đó, bên đây là bắp chuối nè. Đó, bắp chuối này rất là ngon luôn nha. Đó. Bắp chuối mùi hương. Đó, cô chú anh chị, đây thì gỏi bắp chuối rồi rất là ngon. Đó. Dạ, đây là bán nông sản đầy đủ luôn nha. Đây thì cô bán thịt nè. Cuối dài dài đây. Ở đây thì bán chanh nè, thầy đủ. Đây cô bán nè thầy đủ. Dạ. Khoai ngọt, cuối trắng đầy đủ. Đó. Dưa hấu. Đây thì cô bán hành tỏi nè. Đó. Cô đồ đầy đủ luôn nha. Đăng lên cho mấy cô biết đặng ở trong này có gì vô ủng hộ mấy cô trong này bán hàng. Đó. Chợ này chia ra nhiều chỗ quá, cô không biết quay đường nào luôn. Ở ngoài kia cũng có một nhóm nữa. Chợ dân hóa. Dạ chợ dân hóa. Đặt lên chợ dân hóa đi cho nó dân hóa. Dạ. Dạ chúc mấy cô sức khỏe ha. Đó, bán đất hàng nha. Đó. Ở đây bán nông sản rất là nhiều nè. Con vút lại điểm này có nha. Rau vút, rau đồng nè, đầy đủ luôn nè. Không biết cái chợ này chợ gì chứ hả? Dạ con biết chợ Hòa Lạc đây. Ông ơi. Dạ. À, chúc ông sức khỏe nha. À, đây là rau đồng, rau vút, củ hoa, bí đầy đủ luôn nha cô chú anh chị. Trời này thấy tiêu nhỏ nhưng mà cũng nông sản rồi đầy đủ nha cô chú anh chị. Đó, dài vậy đây là nông sản rất là nhiều nha. Đây cô cũng bán đồ đồng nè, ớt nè. Ớt này là đặc biệt ở miền Tây mới có nha, kêu bằng ớt chim ỉa nè, đó kêu bằng ớt chim ỉa gì đó, là ta tự nhiên không à, nó lên tự nhiên đó. Bà coi mình chưa ớt chim ỉa thôi nhưng mà ăn rất là ngon nha. À, thuốc dồi nè đầy đủ nè. Thuốc dồi nhỏ này đó hả? Cô có bán nhang nữa nè. Phía bên đây thì cũng có bán nông sản luôn, nước dừa, ở đây có bán dừa luôn nha, dừa đầy đủ, nước dừa nè, chanh.
ở đây thì cũng có nông sản nè. Ở đây chợ này nhỏ thiệt nhưng mà nông sản chứ cá thịt là rất là nhiều nha cô chú anh chị. Khi trước đó là bán tập quá đó. Giờ em sẽ ghi hình dài qua đường này cho nó giáp chợ cho cô chú anh chị xem. Ở đây có bán khoai lang nè, khoai lang, khoai bì, chuối, chuối nấu luôn. Đây thì cô có bắt măng, măng đậu phộng. Phía bên đây thì thấy cô có bán bánh nè. Khoai mì rất là ngon luôn nha, khoai mì. Khoai mì và con để lá dứa luôn, nó rất là thơm. Cái thơm luôn của chú anh chị. Cô hôm nay bán đỏ không cô? Cái này bán chậm hả? Dạ. Một ngày mình bán được bao nhiêu chiếc khoai mì này? Cả chục ký ha. Cô bán tới trưa là dài vậy ha. Dạ. Rồi con chúc cô bán đắt hàng nha cô. Dạ đây là cô chú anh chị. Ở đây có bán đồ chai nữa nè. Đồ chai nè. Rất là nhiều đồ chai luôn. Cô chú anh chị có đi đây thì giá thì ủng hộ cô. Ở đây thì bán chè. Chè Phan Lan tầm đồ đầy đủ nha. Phải là cầm đầy đủ luôn. Nói mình này thì em thấy có bán nông sản luôn. Nông sản là gấp chuối này kia này. Cùng súng. Ở đây thì có đồ may mặc luôn nha. Về dài đường này thì bán nông sản rất là nhiều. Đây có cô bán trái cây nè. Đồ đồng, đồ bắp, đồ lúa, dưa leo, đồ chưa, đồ đổ luôn. Mình cách bên đây thì bán đồ là có chứ gì, đồ rất là nhiều nha. Đó. Đây thì cô bán trái cây. Đây thì có chị bán đồ đồ bộ đồ nữ. Đồ nữ nha cô chú chị vô đây tha hồ mình lựa đồ luôn nha. Rất là nhiều đồ. Hai bên đường đây là đồ rất là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Mua đồ không cô chú anh chị ơi? Chị ơi. Cái này bán đồ chứ có cái giải nữa vậy chị? Phải giải không? Đồ không á, không có giải ha. Lắm đồ đẹp giá rẻ khuyến mãi mãi vô mãi vô. Chị bán ở chợ này không ha? Dạ. Có đi chợ khác không? Dạ. À, cô chú anh chị có đi ghé đây thì ủng hộ mấy chị ở đây. Ghé đây ủng hộ em với mấy chị với anh. À vậy bên đây thì đồ rất là nhiều. À, chúc chị bán đắt hàng nha. Dạ cảm ơn anh. À, đây bán đồ đồng nha. Đây thì cũng có nông sản mà chúc chị rất là nhiều nha. 38 tuổi cô kêu. Giá này kia bún bánh cầm đầy đủ. Trước này thấy cái chị bán thịt nè, bánh mì. Cũng quên nữa, cái bà chị kia bà nói giá
chắc chừng ghé vậy. Phải gửi tiền cho bả luôn cho khỏe. À, phía bên đây là cô chú chạy dài đường này nè, thì đồ rất là nhiều đó. Thì đã về em đã ghi giáp cái chợ Hòa Lạc cho cô chú chị xem đó. Phía bên trước này nè cũng đồ nhiều, chợ này nhỏ thôi, tại vì cái chợ này á nó chia ra hai khu, một ngoài kia nữa. Bởi vì nếu một chút em có dịp thì em ra bên kia em quay một đoạn cho cô chú chị xem. Ở đây cũng đồ rất là nhiều nè, đây đồ may mặc rất là nhiều luôn nha. Đó, thì em ghi hình hết cái chợ Hòa Lạc cho cô chú chị xem đó. Thì em xin tạm kết thúc video đây nha cô chú anh chị. Đó, hẹn cô chú anh chị những video tiếp theo của em nha. Thì giờ đây nè, rất là nhiều luôn.